Hello, xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay mình sẽ chơi vị tướng Crab và với bộ trang phục đó là cá cắn cáp. Xem thanh niên là cắn cáp như thế nào để mình còn đi sửa. Ok, bộ trang phục này thì nhìn khá hài hước với vị tướng Crab này. Anh em thể nhìn thấy là cái dụng cụ để có thanh niên này đi đi cắn cáp, đi chiến đấu đó là một cái cây dao rất là nhỏ. Đây là cây dao anh em nhìn này. Có một cái chuôi rất là dài và cái mặt về phần lưỡi dao thì nó ngắn. Ok, tới luôn anh sẽ bổ các chú ra từng mảnh. Đó, đi cắn cáp xem là thanh niên nào định dùng wifi, định dùng mạng gì. Cáp quang không? Cáp quang thế, từ từ. Rồi, anh yêu em nào, Ngọc My. Ngọc My ơi, Ngọc My. Ôi, nhìn thấy gái là sướng rồi. Ôi, thôi, chết rồi. Đùa. Anh xin lỗi, nhầm mà. Vừa mới đầu game nhìn thấy Ngọc My rồi, đã từ về rồi. Chán chưa? Ok. Thôi mình ra đánh tử tế nha, không phải hàm cái nữa, vừa nhìn thấy hình như thanh niên là con gái và thôi nhẹ nhàng, nói vậy là gọi là chấp đi, thôi đùa nha. Vừa mới đầu game tôi là đã bị một bạn gái rất là xinh đẹp hạ gục rồi. Ok, bây giờ mình sẽ cố gắng lấy lại tinh thần, không thể nào bị mê hoặc được nữa. Mình là con người ngay thẳng đúng không? Rồi, tới luôn, anh em chiến đấu lại. Level 4 anh em thịt sau rồi. Đối với tướng này thì level 4 thì nó mới khỏe thôi. Như cái từ level 1 đến level 2, level 3 thì cái khả năng hỗ trợ vị tướng này rất là tốt. Để mà nói chung để mà phát huy được cái khả năng vị tướng này thì khuyên anh em nên đưa vị tướng này đi ram này, rammer hoặc là hỗ trợ đường rồng. Chứ còn đi solo thì vị tướng này có khả năng là hơi bị kém một chút. Không phải là hơi bị kém mà là không tận dụng được hết chức năng của nó khi mà cái chiêu thứ hai nó có thể búp giáp lên đồng đội của mình. Rồi ok, ra ăn rồng luôn này. Ăn xong là level 4 là anh có thể hổ báo ăn diễm mi rồi. Cái thanh niên vừa mới hạ mình xong mình cay cú lắm. Ok, level 4 rồi, chiêu cuối này Ngọc My của anh. Anh tới luôn, anh sẽ ôm cả cái bầu trời một mạng. Ai hai mạng double tap ngon chưa? Anh em thấy nhìn thấy khi mà mình hóa to lên thì vị tướng Crab này thì anh em nhìn được. Một bộ trang phục rồi. À rồi. Vũ khí của vị tướng này khi hóa to đó là một cái đinh, gọi là cái gì nhỉ, cái dĩa đang chọc một con cá ghê tởm quá. Đi sửa cáp mà ai ngờ đi bắt cá thế này. Trụ trụ bắn kìa, thấy chưa? Anh em thể nhìn thấy đây, một vị tướng có hai bộ kỹ năng khi mà đầy nó. Ôi thôi rời trận rồi, chán thật. Sao đánh bàn tình trận này thi thoảng là có cái thanh niên rời trận nhỉ, đánh toàn thiếu người thôi. À rồi, bắt nạt thì bạn tôi thoải mái đi. À, hôm nay mình support được cho một bạn nữ nữa, hên thật. Đánh nhiều người gặp hai bạn nữ. Một bạn nữ là anh Tiên Tiên Nát theo Nát chứ nhầm, mình xin lỗi. Một bạn nữ đánh theo Nát team họ và một bạn nữ đang đánh win lớp với vị tướng Wiz, một vị tướng mới. Ok, anh sẽ che chở cho em. Thôi chú ở nhà đi, đi theo tôi làm cái gì, ở nhà đi. Cho ở nhà luôn chứ còn đi giờ là phá game à. Ok, trang bị đầu tiên thì mình sẽ lên áo choàng thần gia nha. Lên cái trang bị này sẽ giúp cho vị tướng này có khả năng là cấu rỉa máu đối phương khi mà rồi lại bắt nạt mẹ tôi nào. Thì Ngọc My lên bảng, anh yêu em rồi. Bây giờ là đến đây. Lưu bố đứng đánh tay bo với người khổng lồ này. Này thì người khổng lồ chạy này, lên bảng nốt em. Trụ trụ bắn thên quá. Thôi tình hình té. Bây giờ là ơn rồi, cầu mong là không có gì ra. Rồi anh sắp cấp rồi. Cất cánh và đáp xuống thành công và được hồi máu. Và đấy mà có người ganh là chắc chắn chết rồi. Ok, hiện tại team ăn 4 mà cho đó mình ham hố mình chơi cả 4 luôn, có phải tham quá không nhỉ? Ăn khá là nhiều và tham lam vãi trưởng. tham lam vừa thôi. Mình sẽ cố gắng hỗ trợ đồng đội nha. Nhất là đối với những cái bạn gái mà đánh chung. Ở trận này tình cờ thôi, tình cờ anh gặp em đấy trong trận đấu đấy, anh em cứ thoải mái đi, anh sẽ bảo vệ đấy. Ok, tiếp tục nha. Rồi thoải mái đi. Đối với vị tướng Crab này muốn sử dụng chiêu cuối trong pha combat, anh em cố gắng farm thật nhiều và sử dụng chiêu tức thật là nhiều đã để hồi cái nộ. Và khi mà nếu mà đồng đội hiểu ý mà vị tướng này đầy nộ thì anh em có thể vào mở combat. Một vị tướng mở combat rất tốt và bằng trụ cực kỳ là tốt, không còn từ ngữ nào phải miêu tả nổi. Chiều cuối rồi, hất tung thoải mái này, bộc phá rồi một mạng tiếp tục nào. Xác định đi em yêu. Ôi thôi, vẫn chạy được quyền vương kìa. Một thanh niên bò lạc Ngọc My tôi vẫn chạy được luôn, phí thật. Bây giờ quay trở lại với một thanh niên tàu khựa
Nào thoải mái đi, anh sẽ bảo vệ em. Đấy chưa? Bảo vệ Laurel bằng cái chiêu búp dép rất là tốt. Tiếc rằng là không hạ được hai thanh niên xinh xắn kia. Theonat vẫn chạy được. Rồi, với quân vương vẫn chạy được hên thật nào. Thoải mái đi, kìa băng trụ đi anh yêu. Hay, một mạng, thơm chưa? Chưa kiểu nào mình thơm như thế mà đánh bị tướng tanh hỗ trợ mà kiểu gì ăn lắm mạng vãi. Thấy chưa? Cái lượng sát thương em này, sang đến mùa năm này Crep tăng sức mạnh khá là nhiều. Khi mà hóa to thì cái lượng sát thương sẽ được tăng gấp đôi. Thế nên là đủ hiểu là nó khỏe như thế nào. Thôi về đi Ngộ Không ơi, ham hố làm gì? Ham hố làm gì? Mình búp giáp vừa vừa thôi, đẩy xong cái trụ đường kinh công rồi là ra rồi tiền à. Tiền áp, teo an áp rồi chắc chắn sống làm sao được giờ. Sống làm sao được giờ. Một mạng nữa huyền thoại và chính thức lên huyền thoại với phút thứ 6 ăn 6 mạng hỗ trợ 2. Không thể tin nổi luôn ấy khi mà có một bộ trang phục này khiến anh em có thể đánh hổ báo hơn rất là nhiều nha. À hất đi, rồi cho chú hất tung thoải mái đi, có chữ cuối mà. Lo gì nhở, cứ khinh anh rồi, lần này thì cho chú đi theo tôi luôn. Nào. Rồi, bây giờ mình sẽ có đệ, đó là thanh niên Nakaroth. Nakaroth đi theo thì chả biết làm gì được không. Vì hiện tại thì mỗi người rời trận thì máy sẽ tự động đánh nha. Thế là máy đánh em lùi hở như thế nào rồi, máy không có suy nghĩ đâu. Chỉ biết là đi theo thôi, hít kinh nghiệm của mình. Sai lầm khi mà gọi thanh niên đi theo cùng. Không biết bây giờ muốn cho nó ở nhà lại thì rất là khó. Trừ khi mình rời trận thôi. Ok. Đấy đấy, biết chưa? Kiểu máy chơi hơi bị ngáo ngáo một chút đấy, băng và trụ giờ. Rồi như này, gọi nói chung như này gọi là tăng tính chất và cảm giác mạnh cho game. Có người fit cùng để, có một người fit cùng để cho đối phương có cả xanh lên một chút chứ đấy. Rồi ok, một mạng đi em yêu, rồi nhặt xác luôn. Chạy em sát được quyền vương ơi, nhặt xác đi. Nhặt xác luôn. Đây. Phá to lên anh em nhìn thấy là một bộ trang phục. Wow. Wow. Ôi hóa bé rồi, chưa kịp miêu tả nó hóa sư bé rồi. Thôi để lần sau nó hóa to mình lại miêu tả lại nha. Ok, hiện tại team ăn 10 mạng và mình chết 1, mất gì 1. Hỗ trợ 3 và ăn 7 mạng là tổng là 10 rồi đúng không? Rất là ổn rồi. À, đánh một vị tướng tanh rồi. Support rõ đi, support đàng hoàng mà xanh nhất cái team rồi, xanh nhất cái đội hình rồi đùa. Ok, nào ăn đi ăn nhanh một kịp. Dòng hắc ám. Rồi, tiếp tục. Cho clip này chủ yếu mình muốn review và là giới thiệu cho anh em qua bộ trang phục cá cắn cáp. Để cho anh em biết được nó đi cắn cáp như thế nào. Nó cắn cáp như thế nào ạ? Trời ơi, chả thấy cắn gì mà cả toàn thấy đi ngắm gái thôi. Trận này gặp hai gái liền nên là cá chỉ đi ngắm gái thôi. Rồi, Nakaroth làm gì vậy? Thôi mày đánh à? Rồi sắp có chiêu cuối rồi, thoải mái đi, các chú cứ nã hết toàn bộ sát thương đây đi. Anh tức giận anh nổ tua chiêu cuối này. Rồi chiêu cuối quá rồi. Rồi thoải mái. Rồi hất tung toàn bộ. Phía trước anh đây là trải dài một cơn sóng rất là to, băng trụ luôn. Anh sẽ vào ôm trụ. Ui thôi gặp rồi. Quả này chơi sâu quá, không kịp chạy. Không kịp chạy ra mà chết rồi. Một sinh linh rồi, chết luôn. Lên bàn điểm số, tiếc thật. Chán chưa, mình băng trụ vét đấy là hơi bị hổ báo. Vét kiểu là ta đây hổ báo. Ta đây rất là khỏe nên tính tướng. Tính tướng là gặp một cái kết rất là đáng lòng. Ok. Rồi nói chung ấy thì Nakaroth một chạy một đường thẳng đúng là máy chơi khác. Ôi. Chơi bản tự nhận được combo mobile thì thi thoảng hơi bị lag, anh em thông cảm cho mình nha. Đây là không phải do máy đâu, do mạng thôi. Ok, bây giờ tiếp tục là công cuộc đi gánh team thì nói vậy thôi chứ là phụ thuộc vào đồng đội khá là nhiều. Giáp Gaia. Rồi giờ áo choàng tần da, trang bị giày anh em có thể lên tùy chọn giày kiên cường hoặc là giày hộ vệ. Đấy. Hai trang bị giày quan trọng cho vị tướng này thôi. Kìa ngáo trước kìa. Đấy. Đấy chưa? Tăng độ khóa cho game mà. Cho Nakaroth vào là tăng độ khóa cho game. Lần này thì Ngộ Không hiện tại khá là xanh rồi, rất là lết rồi. Lữ bố tuổi gì? Tuổi gì không tuổi gì luôn, một mạng nữa. Tiếp tục đi, tiếp tục. Huyền thoại. Xanh thế nhờ. Thoải mái luôn, thoải mái con gà mái. Thôi. Từ, mình sắp có chiêu cuối rồi, phải chiêu cuối mở phát nữa cho nó được không? Rất là đẹp. Pham. Có bát cái cuối anh em ơi. Đẩy thẳng đi.
Tin thiêu chơi thiếu người mà đối phương chơi đủ người, vậy là không ổn rồi. Kiểu này là không ổn rồi. Chơi không, chơi không, chơi không. À đây, đây, combat phát cuối đây rồi. Hay quá. Thoải mái đi. Đấy chưa, phải bắt cái thanh niên Ngọc Mi này. Rồi, máu giấy. Tiếp tục thì kìa Ngọc Mi, kìa Ngọc Mi đằng sau, Ngọc Mi đằng sau. Ôi giời, đánh đau thế. Từ từ gọi hội đã, hay quá. Có Uyên Lớp tới rồi. Có bạn nữ đến hỗ trợ mình. Rồi ơi, rất là gà. Rất là gà lăng này. Ok, chết luôn. Chết luôn, siêu Việt. Còn cái gì nữa đâu. Tin thiếu người mà đánh hổ báo vậy. Cả đi đầu hàng rồi. Tuyệt vời, quả đấy mình lo trận đấu này đánh lâu khéo tim mình thua anh ở đối phương đầu hàng rồi. Ok, victory. Anh em thấy là đủ hiểu là mùa năm này đối với vị tướng Crep này được tăng sức mạnh khá là nhiều khi bật chiều cuối x2 sức mạnh luôn. Đó. Và cũng như là một bộ trang phục cá cắn cáp, cá cắn dây, dây cáp. Mình chẳng đi cắn đi cả, ta đi cắm gái thôi. À, rất là đẹp bộ trang phục này, anh em nhìn đẹp đúng không? Ok thì mình đây MVP luôn. Cảm ơn mọi người đã tham gia video mình, giúp mình đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.